À, kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo khóa học đào tạo Học viện Market 10.8. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn bài số 10, chức năng tìm kiếm đối tượng thuộc tính select by attribute. À, tao bài thực hành luôn nha. Đây đó nè. Đầu tiên nè, đối tượng đây nè. Giả sử ta dùng chức năng attribute nè, select by attribute. Rồi. À, số tờ nè bằng nè. Giống như đây. 13 đi nè. Rồi. Sửa bằng đó 100 nha. Rồi, ok. Apply. Ok. Bấm select view chọn như bàn tay. Đây nó hiện lên các bạn thấy không? Cách làm đơn giản như thôi các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã nghe. Chúc các bạn thực hành thành công nha.